Trong cơ thể, gan có nhiệm vụ sản sinh ra một lượng glutathione khiến da dẻ mịn màng, đàn hồi, mau lành vết thương. Phụ nữ càng lớn tuổi, gan sẽ trở nên yếu đi do thải độc tố quá nhiều, môi trường sống kém chất lượng, không được chăm sóc và nạp năng lượng khoa học. Từ đó, lượng glutathione trong cơ thể bị giảm sút nghiêm trọng. Các gốc tự do bắt đầu ồ ạt sản sinh làm gia tăng sắc tố melanin, khiến da bị đen sạm, hư tổn. Glutathione được xem như một chiến binh bảo vệ các tế bào, giúp trì hoãn lão hóa, hỗ trợ làm trắng da bằng cách chống lại thiệt hại bức xạ có thể xảy ra với cơ thể. Glutathione được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới ở nhiều dạng bào chế, đặc biệt với dạng viên ngậm dưới lưỡi. Glutathione cho hiệu quả làm trắng cao với sự hấp thụ tại lớp niêm mạc dưới lưỡi lên đến 98%. Vì vậy, ngay từ độ tuổi 20, phụ nữ cần bổ sung lượng glutathione thiết yếu mà cơ thể đang bị thiếu hụt hàng ngày. Nếu chậm trễ bổ sung glutathione, làn da càng nhanh bị lão hóa và để phục hồi trở lại bạn sẽ phải mất nhiều thời gian hơn mà hiệu quả mang lại không đáng kể. Tại Italy, tập đoàn dược phẩm nổi tiếng E-Pharma Cento SPA đã nghiên cứu, bào chế thành công L-glutathione ở dạng ngậm dưới lưỡi và cho ra đời viên ngậm dưới lưỡi glutathione 100mg đầu tiên với công dụng hỗ trợ làm trắng da toàn thân, giúp da mịn màng, khỏe đẹp. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện tại hàng đầu của Italy với công nghệ FVFLIR, độc quyền sáng chế thế giới giúp bảo quản từng viên ngậm khỏi sự oxy hóa và các tác nhân gây ảnh hưởng tới cấu trúc viên. Hiệu quả hấp thụ glutathione khi ngậm dưới lưỡi lên tới 98%. Vì vậy mỗi ngày bạn chỉ cần 200mg lượng glutathione trong một liệu trình từ 45 đến 60 ngày là có thể sở hữu làn da mịn màng, trắng hồng toàn thân, khỏe mạnh bền vững nhất. Bên cạnh đó, cần bổ sung glutathione đều đặn, thêm thực phẩm rau củ dinh dưỡng, đặc biệt tránh xa ánh nắng và các chất kích thích độc hại để nuôi dưỡng một làn da khỏe mạnh hơn. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về sản phẩm viên ngậm trắng da GLUTATHIONE hỗ trợ làm đẹp da chống lão hóa. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như viên ngậm trắng da GLUTATHIONE hiệu quả nhanh không, an toàn không. Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Trong cơ thể, dưới lưỡi có hệ thống mạch máu gồm hai tĩnh mạch lớn và nhiều mạch máu nhỏ được bao phủ bởi lớp niêm mạc mỏng. Khi đặt glutathione dưới lưỡi, hoạt chất sẽ ngấm vào hai tĩnh mạch lớn và các mạch máu nhỏ rồi vào thẳng hệ tuần hoàn mà không bị phá hủy bởi dịch vị hay enzyme trong đường tiêu hóa. Khi cơ thể được bổ sung glutathione ngay tức khắc, thì đồng thời cũng sẽ hỗ trợ tăng tác dụng chống oxy hóa của coenzyme Q10, vitamin C và vitamin E làm chậm quá trình lão hóa, ngăn ngừa tia UV và có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật khác. Glutathione dạng ngậm đưa trực tiếp L-glutathione tinh khiết vào tế bào qua mạch máu dưới lưỡi, tác động vào quá trình chuyển hóa và ngăn ngừa hoạt động của enzyme tyrosinase, giúp làm đảo ngược tiến trình tổng hợp sắc tố melanin sáng thay vì tổng hợp các sắc tố melanin tối. Kết quả là các vết thâm nám cũ bị xóa mờ, hỗ trợ da trắng sáng, đều màu và đầy sức sống. Ở độ tuổi từ 25, phụ nữ rất dễ bị căng thẳng, áp lực, mệt mỏi, làn da cũng đồng thời bị hư tổn ở cấp độ nhanh hơn. Để cải thiện vấn đề này một cách hiệu quả, hãy bổ sung glutathione từ chế độ ăn uống, dùng thực phẩm bổ sung. Khi duy trì sử dụng glutathione một mức độ cân bằng, cơ thể bạn sẽ được phục hồi khi tham gia vào các hoạt động mất nhiều sức lực như luyện tập thể thao, lao động tay chân nặng nhọc, suy nghĩ nhiều. Tùy cơ thể mỗi người, lượng glutathione cần dung nạp là khác nhau. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, phụ nữ từ 27 đến 55 tuổi cần hấp thụ trung bình 200mg glutathione trên ngày. Việc bổ sung glutathione đều đặn giúp cơ thể sẽ hấp thụ dinh dưỡng dễ dàng, trao đổi chất tốt hơn. Review đánh giá của người dùng về viên ngậm glutathione. Chị Trâm ANH đa: thật ra thì lúc trước da mình rất xấu, cao có 1 phút 56 giây mà nặng tới 65kg, vừa mập da lại đen thêm sần nữa. Điều này làm mình khá tự ti. Sau khi giảm cân thành công thì dáng người cũng ổn nhưng da thì vẫn còn đen như trước. Anh Brad của mình kêu em vừa đen vừa xấu như vậy sao ăn được anh. Từ đó mình bắt đầu tìm kiếm những thông tin về dưỡng trắng da. Lúc trước nghe lời mấy chị trên Facebook dùng kem trộn, thấy mấy chị dùng kem trắng như ma, kem trộn mẹ chồng trắng quá mà ham, dùng được tuần da mình bị tàn phá nặng nề. Mình hận mấy chị bán kem trộn hơn cả Brad. Lần thứ hai quyết tâm dưỡng trắng, mình bắt đầu tìm hiểu về những sản phẩm nước ngoài cao cấp hơn. Viên ngậm dưới lưỡi glutathione mình tìm thấy trong một lần vô tình đọc review của một chị beauty blogger, sử dụng tầm 2 tháng thì da mình trắng sáng hơn. Ông bà ta có câu, một cái trắng che trăm cái xấu, trắng phát đời mình lên luôn. Lúc xấu mình toàn rát người ta, bây giờ trắng lên mỗi đêm chết tin nhắn thôi cũng không xuể.
Mình khuyên thật lòng chị em nên dùng sản phẩm này để tự tin hơn nhé. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm viên ngậm trắng da Glutathione chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của viên ngậm trắng da Glutathione để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hãy ủng hộ tác giả bằng cách like, share, comment và subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất.